Nói thiệt hay nói giỡn vậy trời? Trưởng phòng kiểm định tháng lương 30 triệu, ai đâu đi mượn thằng nhân viên? Thì tôi mới bị cách chức, lại còn phải bồi thường nữa, cũng bị giáng xuống làm giám sát ở xưởng rồi. Lương của tôi bây giờ cũng chẳng đủ, mà bây giờ tôi cũng tới thời hạn để đóng tiền đóng góp chung cư rồi. Ông cho tôi vay được không? Mượn một lúc 50 triệu, lấy đâu ra? Bây giờ tôi có 500 ngàn nè, lấy không? Vậy thôi, cảm ơn ông nha.